Dạ vâng, xin được gửi lời chào cũng như lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh em yêu thích và đam mê sưu tầm đồ lính nhé. Thì hôm nay em sẽ lên cái video chia sẻ cũng như giới thiệu cho anh em là có một bộ sĩ quan hàng K17 sĩ quan đặc công nhé, hàng vải mềm mỏng đó. Cái hàng này thì một số bác rất là ưa thích bởi vì cái chất vải nó rất là mềm và mỏng. Đây, anh em có thể vào quan sát chi tiết. Màu của đặc công thì vẫn là đặc trưng màu của da báo này, đốm nâu, đốm xanh đậm với đốm trắng này, màu da báo, màu rất là sạch sẽ và nhìn nó rất là đẹp nhé. Và chia sẻ thêm đó là cái bộ này là bộ hàng thừa riêng của sĩ quan. Có ví dụ như là các bác không theo được cái cỡ tiêu chuẩn đấy, không mặc theo được cái cỡ tiêu chuẩn, đây là hàng may đo riêng nhé. Hàng may đo riêng thì đây nó còn có cái phiếu đo này, anh em có thể nhìn thấy này nhé, đây là cái phiếu đo này. Quần đặc công này, vải loang đặc công. Đây cái thông số đo quần áo này, vai 46 này, dài 68 này, tay là 62 này, cái cổ là 40, ngực là 98, ngực là 126 này, đai eo là 110 này, dài suốt là 150. Đấy, đây là cái bộ này là may thửa riêng dành cho những cái bác nào ví dụ như là cao tầm độ 1m7 này. Cao tầm độ 1m7, hơn 1m7 nhưng nặng gần 80 cân nhé thì mặc cái bộ này, bởi vì cái vòng cạp nó rất là rộng. Đây em cho anh em xem cái vòng cạp, cái là cái đai nới rồi nhé, nhưng cái vòng cạp nó rất là rộng luôn đó. Đấy, đây anh em có thể nhìn thấy cái cạp là 89 này, rộng là 102 đó, nên nó rất là rộng, dài là 110, cửa quần 245. Đấy, nên là anh em nào ấy mà có tiếp cận được cái video này nó vừa cái cỡ của anh em mình ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp nhé. Vừa cỡ của các bác thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Hàng này hàng thửa, hàng may đo riêng, rất là chuẩn rồi, rất là đẹp rồi. Đó là họ những cán bộ này là họ không vừa với lại cái số đo tiêu chuẩn đó. Ví dụ như là bình thường là mặc tầm số 6 chẳng hạn, tập số 6 chẳng hạn, nhưng mà cái số 6 thì nó có thể là cái bụng nó vẫn hơi nhỏ, nó hơi dài. Thì cái quần này là ví dụ như là bác nào tầm 1m6 này, bác nào tầm 1m7 hơn 1m7 ấy, nặng tầm độ gần 80 cân thì mặc cái bộ này vừa nhé. Rất là rộng luôn, bụng rất là rộng này. Rất là rộng. Và đây là hàng sĩ quan K17 sĩ quan đặc công, là khóa kéo như này nhé. Cái chất vải thì nó mỏng, nó mềm, nó thoáng. Đó. Đây là chia sẻ rất là cơ bản thôi anh em. Hàng thì vẫn là hàng chuẩn đây. Đấy. Vẫn hàng chuẩn. Hàng chuẩn nha, công ty cổ phần này. Đây cái tên này thì em che đi thôi. Cái còn cái tem mác thì vẫn là rất là chuẩn. Cái hàng này hàng may đo riêng đây, anh em nhìn cái phiếu đo này anh biết. Hàng may đo riêng. Nên anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nhé. Em sẽ chia sẻ thông tin tư vấn cho anh em. Còn đặc công này thì đặc trưng cơ bản nó vẫn là áo thì nó dạng bo gấu rồi. Bo gấu, mặc nó rất là ôm người, rất là đẹp. Hàng mới nguyên, hàng mới zin, phát được mấy bộ thừa, sưu tầm lại. Nên anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp nhé. Em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.